nhất là về bí tích rửa tội. Bí tích này Chúa Jesus đã lập ra để làm chúng ta được tái sinh lại trong đời sống mới bởi nước và Thánh Thần. Ở câu 244 nè. Bí tích này được gọi là bí tích dìm xuống nước. Và bây giờ các anh chị sẽ nhìn, sẽ chiếu một vài cái tấm hình cho chúng ta để chúng ta có một cái sự mường tượng rõ hơn ha. Bài 36. Đây là dìm là ha. Khi người ta, những người Kitô hữu tin khởi đó, người ta rửa tội đó, người ta đi xuống sông, người ta dìm xuống, dìm ba lần. Và trong ba lần đó thì đọc một cái câu, tí nữa chúng ta sẽ giới thiệu cái câu đó. Bây giờ chúng ta, bí tích này được gọi là bí tích dìm xuống nước để chỉ đến việc cùng chết với sống lại với Chúa Kitô á. Và để chỉ việc tái sinh mới. Rồi câu 245, ở trong cựu ước thì có những hình ảnh nào? Bây giờ cha sẽ cho một vài những cái hình ảnh đây, bí tích rửa tội ngày nay đã thường là đổ nước kiểu này, đổ nước. Còn ngày xưa đó, và là một số nơi á, nếu người ta có điều kiện có sông suối á, thì người ta có quyền, thì cái đó còn tùy vị linh mục cảm thấy cái nào nó thuận tiện. Hiện nay phổ biến là hình thức đổ nước này đối với những người lớn. Đối với trẻ em thì có thể có cái thau ha, dìm em xuống rồi nhội, thì tùy em sợ em không chịu được á. Còn chịu được thì làm vậy thì cũng tốt, để em có một cái cảm xúc đầy. Đối với trẻ em thì thường khi là đổ nước kiểu này ha. Hai trăm bốn mươi lăm ha, trong cựu ước bí tích rửa tội được báo bằng những hình ảnh như là con tàu ông Noe. Đây là một cái câu chuyện của thời sáng thế, khi mà con người lầm lỗi nhiều đó, thì Thiên Chúa không biết còn thanh tẩy theo kiểu nào, tại vì cũng có kêu gọi nhiều mà họ không có chịu hối cải, nên là Chúa làm một cái cơn hồng thủy dài 40 ngày và sai một cái nhân vật công chính đó, một con người như công chính, đóng một cái tàu lớn như vậy và đưa tất cả gia đình của ông là 8 người cùng với lại súc vật, mỗi một loài 2 con lên cái tàu này. Và lúc đấy thì nhân loại chết hết, chỉ còn có mỗi những ai trên con tàu này thì mới sống thôi. Thì cái nước này nó được báo trước là nước thánh tẩy, vừa là nước hủy diệt cái tội lỗi, nhưng mà vừa lại nước cứu thoát ông, gia đình ông này, do là ông Noe. Một hình ảnh khác là ở trong này, sách này cũng nói đến là cuộc vượt qua biển đỏ. Vượt qua biển đỏ là ông này, đây là một nhân vật rất đặc biệt và nổi tiếng ở trong thánh kinh, là ông Môsê. Ông đã đưa dân của Chúa đó từ chạy trốn khỏi quân thù, và ông ta đã rẽ biển để đi ngang biển, bởi vì quân thù đã rượt tới nơi. Nếu mà không rẽ biển đi thì đi không kịp, quân thù sẽ bắt và giết chết. Một hình ảnh khác là ông này, nhân vật này là Môsê, lại một nhân vật khác cũng nổi tiếng ở trong cựu ước. Ông này đưa dân của Chúa từ hai ảnh này giống nhau ha. Hai ông này đều là Môsê hết, hai ảnh này nó là hai hình chụp khác nhau thôi. Đây là một hình ảnh khác. Có ai biết nhân vật này là nhân vật nào? Ông này nè, ông cầm cây gậy nè. Đây là ông Giô-suê. Khi mà dân Chúa đi tiến vào miền đất hứa đó, thì cũng phải đi qua một con biển. Và ông ta đã để cho cái hòm bia của Thiên Chúa là cái này nè. Hòm bia là nơi đó có đặt cái 10 điều răn đó, đặt lên trên này. Hai cái bia đá đi ngang, và đi tới đâu thì nước nó dừng chảy tới đó, để cho dân đi qua. Và đây cái nước này nè, cái nước này cũng như là nước này để báo hiệu đến cái bí tích rửa tội này của chúng ta hiện nay đó. Và trong Tân Ước á, đây cũng là một ảnh khác của việc vượt sông Jordan này đó. Đó, vượt sông Jordan. Và trong thời Tân Ước thì hình ảnh Chúa Giêsu chịu phép rửa, đây là ông Gioan Tẩy Giả. Khi Chúa Giêsu đến chịu phép rửa tại sông Gioan thì ông Gioan Tẩy Giả là cho Chúa giống như là xuống dưới nước 3 lần đó, để khi mà ngài xuống
Bây giờ hiện nay chúng ta là xuống nước ba lần, chứ thời của Gioan Thầy Giả chỉ xuống có một lần thôi. Lúc đó Chúa Giêsu chịu phép rửa để biểu thị cái sự sám hối của toàn dân. Và một hình ảnh khác là đây cũng là một hình ảnh khác nói về việc ông Gioan Thầy Giả làm phép rửa cho Chúa Giêsu. Và hình ảnh khác là về bí tích phép rửa, đó là việc Chúa Giêsu chịu chết trên thánh giá. Đây là đỉnh cao, và nơi đây khi Chúa Giêsu chịu chết thì tất cả công nghiệp của Chúa được thành toàn. Và một hình ảnh khác là khi Chúa Giêsu lên trời, thì khi ngài lên trời thì ngài thăng thiên đó, thì ngài truyền lệnh cho các tông đồ là hãy đi và làm môn dân, trở thành môn đệ đó, làm phép rửa cho họ như Linh Cha và Con và Thánh Thần. Thì đây cái đoạn tin mừng Luca chương 24 câu 46 đến 53 đã mô tả cái cảnh đó, và cũng là cái lời truyền Chúa Giêsu truyền cho tất cả các tông đồ hãy đi làm phép rửa cho môn dân. Và hiện nay giáo hội thừa hưởng cái lời này nên là làm phép rửa cho mọi người. Và hội thánh ban bí tích rửa tội ngay sau khi Chúa Giêsu lên trời và Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là hình Đức Mẹ này, đây là các tông đồ này. Đó. Thì khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì các tông đồ được tràn đầy đến Chúa Thánh Thần, và hội thánh bắt đầu làm phép rửa cho những người khác. Và nghi thức chính yếu của bí tích rửa tội là công thức này. Xin mọi người lấy cái viết ghi cái câu này ha. Maria, cha rửa con như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nếu như một ai đó tên thánh là Phêrô chẳng hạn thì đọc đây là Phêrô ha. Thay vì cha rửa con thì tôi rửa anh, hay là em rửa chị, hay là con rửa bà. Đó, cái này là đại từ thôi. Còn công thức sau này, ôi, nhân Thiên Cha, cái này là đánh lộn này, nhân Thiên Cha ha. Đánh lộn. Maria, cha rửa con như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Đây là công thức ha. Mọi người chúng ta ghi vô để chúng ta học hỏi. Hình như có người đang xin gia nhập vào trong cái... Rồi, Nguyễn Quý ha. Rồi, chúng ta tiếp tục ha. Đây là công thức rửa tội, xin mọi người ghi vô cẩn thận ha. Bí tích rửa tội, nghi thức chính yếu của bí tích rửa tội là một cái người rửa tội đó. Ở đây là Đức Giáo Hoàng Francisco nè, đổ nước trên đầu ứng viên 3 lần, mỗi lần đọc nè. Maria, cha rửa con, nhân danh cha thì đổ nước một lần, và con đổ nước lần thứ hai, và thánh thần thì lại đổ nước lần thứ ba, đổ nước 3 lần, nhân danh ba ngôi. Đó là công thức rửa tội. Và những ai có thể lãnh nhận bí tích rửa tội thì tất cả mọi người. Hôm nãy chị Anh hỏi là bí tích sức dầu đó, nếu người đó không phải là Kitô hữu thì có được lãnh nhận bí tích sức dầu không? Thì câu trả lời là không. Chỉ những ai chưa lãnh bí tích thì lãnh được một bí tích duy nhất là bí tích rửa tội thôi. Còn những ai chưa có lãnh bí tích rửa tội thì không được lãnh bất cứ bí tích nào. Có lãnh cũng không phải là bí tích. À, điều này đây là một cái xác quyết rất là mạnh, bởi vì bí tích rửa tội cực kỳ quan trọng. Nó là cửa ngõ cho các bí tích khác đó. Chỉ những ai lãnh bí tích rửa tội thì mới lãnh được 6 bí tích còn lại. Còn nếu không lãnh được bí tích rửa tội thì không lãnh bí tích nào hết, có lãnh cũng không thành. Câu 250 ha. Vì sao hội thánh rửa tội cho trẻ em? Hội thánh rửa tội cho trẻ em vì các em đã sinh ra trong tội tổ tông nên cần được giải thoát để làm con Thiên Chúa. Vậy tội tổ tông là tội gì? Đây là hình ảnh tượng trưng cho tội tổ tông. Đây là bà Eva và ông Adam. Thiên Chúa trồng một khu vườn. Đây là sách Sáng Thế ở chương 1, ở chương 3 nữa ha. Xin lỗi, có ai đang muốn vô? Rồi, chúng ta tiếp tục. Đây là một cái khu vườn. Thì Thiên Chúa cho con người ăn mọi thứ trái cây, chỉ có cái cây này thôi, là cái cây biết thiện biết ác. Thiên Chúa không cho ăn. Nhưng mà hai ông bà bị con rắn dụ dỗ, ở đây không có hình con rắn, nhưng mà bị con rắn dụ dỗ, và bà đã ăn một miếng ha, để sau đó hái một cái cây khác cho ông ăn. Hai ông bà đã cãi lại Chúa, chống lại cái giáo huấn của Ngài, nên đã phạm cái tội. Và đây là cái tội đầu tiên, gọi là nguyên. Nguyên là đầu á, tổ là ông bà. Ông bà là, coi như là sơ khai đó, là người sơ khai hai người đầu tiên trên thế gian này đó, là hai ông bà nguyên tổ. Thì trẻ em cần được rửa tội bởi vì các em cũng phạm cái lỗi này.
Cái lỗi này là một lỗi liên lụy. Ông bà làm nhưng mà con cháu của ông bà cũng bị liên lụy. Nên các con, những em bé đó cũng phải được rửa tội để sạch cái tội này. Câu 251, hội thánh đòi hỏi gì nếu người đã nhận bí tích rửa tội? Thưa hội thánh, hỏi người bí tích rửa tội phải tuyên xưng đức tin. Các anh chị là người lớn thì các anh chị phải tự mình tuyên xưng cái đức tin của mình. Và cái tuyên xưng đó nằm trong kinh tin kính á. Trong kinh tin kính anh chị học thuộc thì đó là một trong những, đó là cách mà giáo hội mời gọi anh chị phải tuyên xưng trước khi được rửa tội. Người đến tuổi khôn là các anh chị đó, muốn anh nhận bí tích rửa tội thì phải có lòng, phải có lòng tin và ao ước, phải học biết giáo lý và tham dự nghi thức chuẩn bị gia nhập Kitô giáo. Các anh chị đang học, có lòng tin là anh chị ít nhiều cũng có được niềm tin vào Chúa, vào giáo hội và ước ao, và biết là hiện nay anh chị cũng đang học giáo lý đó, nên là cái điều kiện đó là điều kiện bắt buộc cho những người có tuổi khôn. Để mình lãnh mà mình không biết mình lãnh gì thì không được. Câu 253 ha, người lãnh bí tích rửa tội có cần người đỡ đầu không? Đây là hình ảnh về người đỡ đầu. Các anh chị thấy cái đây, cái người, cái anh này, anh đỡ đầu cho đứa em bé, thì cái tay trái của anh á, thực sự là nó là thuận thôi, chứ thực sự tay phải thì vẫn tốt hơn. Đặt trên cái đầu của em để cho linh mục rót nước lên đầu, và cái nước đó chảy xuống đầu rồi chảy qua tay của anh á, được gọi là người đỡ đầu. Đây đây, đúng là người đỡ đầu đó. Người đỡ đầu để nêu gương sáng. Cái người đỡ đầu mà muốn nhận đỡ đầu cho người khác thì người đó phải là người sống tốt, phải giúp đỡ cho người khác mà sống xứng danh người Kitô hữu. Để cái người con này nè, cái em bé này nè, thường là người đỡ đầu nam đỡ đầu cho em nam, hoặc người đỡ đầu nữ đỡ đầu cho em nữ. Nhưng mà cái đó nó không có buộc ngặt ha, vẫn có thể người nam đỡ cho người nữ đỡ cho người nam. Nhưng mà thường thì nam sẽ đỡ cho nam, nữ sẽ đỡ cho nữ. Thì chẳng hạn như người mẹ này hay bố mẹ này sẽ có thêm một sự trợ giúp của một người khác nữa để dạy dỗ cho con mình, về đặc biệt là về đức tin. Nên là việc nhận đỡ đầu á, thì các anh chị cũng suy nghĩ là nhận ai ha. Người đó phải là người làm sao mình quý mến. Chứ họ không được chỉ nhận vì lý do khác thì không nên ha. Là mình, người mình biết và có thể giúp đỡ mình về mặt đức tin. Những lời khuyên chẳng hạn như mình đâu có biết hết được là làm sao phải phải đi xưng tội hay là xưng tội như thế nào. Thì chẳng hạn như là mình thay vì hỏi bố mẹ thì mình cũng ngại, thì hỏi người đỡ đầu thì nó sẽ là một người khác để giúp đỡ mình, càng nhiều càng tốt. Nhưng ai có thể ban bí tích rửa tội, thông thường là giám mục hoặc là linh mục. Ở đây là linh mục này, giám mục thì càng tốt, nhưng mà thường hiện nay ở trong giáo hội là linh mục, phần lớn là linh mục hoặc là phó tế. Đáng nữa cho chỉ hình của một thầy phó tế cho. Nhưng khi cần thiết thì bất cứ ai cũng có thể cử hành, miễn là làm theo ý muốn và cách thức của hội thánh. Ý muốn và cách thức của hội thánh là như thế nào? Đây nè, là đúng cái này nè. Khi các anh chị rửa tội, các anh chị đọc đúng cái công thức này, Maria hay Giuse gì đó, hay là tên thánh đó, rồi tôi rửa cho bạn, chứ không phải cha rửa cho con nè. Tôi rửa cho bạn, hay là anh rửa cho em, chị rửa cho em gì đó. Nhân danh cha và con là thánh thần. Đúng cái hướng đó thì cho dù các anh chị á là những người không có đạo với nhau cũng có thể rửa tội cho nhau được. Nhưng mà trường hợp đó là trường hợp gần chết á, nguy tử á. Còn bình thường là phải linh mục mới được. Chứ bình thường các anh chị không được rửa tội cho nhau đâu. Bí tích rửa tội có cần thiết cho cứu độ không? Câu hỏi, câu trả lời là rất cần thiết ha. Bí tích rửa tội cần thiết cho cứu độ đối với những ai đã nghe rao giảng và có khả năng xin lãnh nhận bí tích này. Như nãy cha nói, nó không lãnh nhận bí tích rửa tội thì không lãnh nhận được bí tích nào, bất cứ bí tích nào. Nên bí tích rửa tội là cửa ngõ để đi vào tất cả các bí tích khác. Và những ai đã nghe rao giảng và có khả năng lãnh nhận mà không chịu lãnh nhận là không được, không được cứu độ luôn á. Như các anh chị là người đã được học giáo lý mà các anh chị từ chối không đón nhận bí tích rửa tội thì các anh chị cũng không được cứu độ. Người không lãnh nhận bí tích rửa tội có được cứu độ không? Đây là một câu hỏi mà người ta hay lắc léo ha. Trong những trường hợp là chết vì đức tin, đây là một trường hợp chết vì đức tin đây. Đây là một linh mục, nhưng mà nếu như đây là một người chưa được rửa tội, nhưng mà cái ông quan á, ông mới xử mà ông nói là bỏ đạo thì không chết, nhưng mà cái người này nói là không, tôi mặc dù chưa được rửa tội nhưng mà tôi vẫn thích đạo, tôi tin Chúa Giêsu, mà bị chết vì cái niềm tin đó, vì cái lời tuyên xưng đó, thì cái người chết này sẽ được ân cứu độ, sẽ được ân cứu độ. Hai là có lòng ước ao nhưng chưa có điều kiện lãnh nhận bí tích, ví dụ như là chưa có người rửa tội cho mình, hoặc là đang bị ngăn trở bởi cái chuyện gì đó ở gia đình,
chưa có thể đón nhận được. Ba là chưa được biết Chúa Kitô và Hội Thánh, nhưng theo tiếng lương tâm, theo tiếng lương tâm, đây là tiếng lương tâm. Trong lòng mỗi người, luôn trong tâm hồn của chúng ta, nó bao giờ cũng có hai cái tiếng nói. Một cái tiếng nói là làm tốt đi, còn một cái tiếng nói lại là đừng có làm tốt, hay làm xấu càng tốt đó. Đây là tiếng lương tâm mách bảo chúng ta làm lành lánh dữ. Nếu mà chúng ta nghe bên dữ mà chúng ta làm thì chúng ta không được ơn cứu độ, mà chúng ta nghe điều thiện chúng ta làm thì được ơn cứu độ. Nhưng mà với trường hợp là người này chưa có được biết về Chúa Kitô hay Hội Thánh của Ngài, còn chúng ta là những người đã được lắng nghe, được biết, thì chúng ta không được áp dụng tình huống đó đâu. Câu 257, bí tích được tội ban cho chúng ta những ơn nào? Một là ơn tha tội tổ tông và các tội riêng đã phạm. Tội tổ tông, nãy cái hình nãy nó mô tả cho các anh chị đó. Tội tổ tông là cái tội này đó, tha cho chúng ta tội, tội của ông bà ngày xưa phạm. Và những tội riêng là hiện nay chúng ta có những cái tội nào, chẳng hạn chúng ta trong các 10 điều răn đó các anh chị học, thì các tội đó, những mình tự phạm là tội riêng đó. Hay là được làm con cái Thiên Chúa, làm con gái Thiên Chúa. Thực sự là chúng ta chưa được rửa tội thì cũng được làm con, nhưng mà làm con chưa chính thức. Khi được rửa tội chúng ta mới được làm con cái chính thức của Ngài. Ba là được tháp nhập vào Đức Kitô và Hội Thánh. Có nghĩa là khi các anh chị được rửa tội, các anh chị mới được gọi là Kitô hữu, là người của giáo hội. Còn không là các anh chị không có được, không có được. Bốn là ghi linh hồn vào một dấu ấn thiêng liêng không bao giờ xóa được. Ở cái điểm này thì lưu ý các anh chị, khi chúng ta đón nhận bí tích rửa tội thì anh chị là Kitô hữu. Nếu như anh chị không có chịu đi lễ, không chịu giữ đạo và nói rằng tôi, hoặc là người bạn đời của mình bỏ mình, như gọi là ly dị á, mà mình nói là thôi tôi giữ đạo, tôi theo đạo là vì anh hay vì chị, bây giờ anh chị ly dị tôi thì tôi bỏ, không thèm giữ. Anh chị nói vậy là không đúng, bởi vì khi đã được rửa tội thì sẽ có một dấu ấn trong linh hồn của mình. Cho dù mình bỏ đạo, bỏ Chúa, nhưng Chúa không có bỏ mình, mãi mãi chúng ta là Kitô hữu. Giống như người con nói là tôi không phải con của ông bà sinh ra tôi, mà tôi giờ tôi không cần, tôi không quan tâm, tôi không có, tôi không nhận ông bà là cha mẹ. Nhưng trên thực tế thì hai người đó vẫn là người sinh ra mình. Nên là Chúa cũng vậy, cho dù chúng ta không có tin Ngài, không có thờ phượng Ngài, nhưng mà Ngài vẫn cho chúng ta được ơn làm con và không có rút lại cái ơn đó. Nên mãi mãi chúng ta, trong linh hồn chúng ta có một dấu ấn, nó linh thiêng như vậy đó. Nên là hôm bữa tôi có nói với anh chị đó, cái việc mà được người này người kia đưa chúng ta đến biết đạo là một cái phương tiện, còn Chúa là cùng đích. Khi Ngài đã rửa tội cho chúng ta, Ngài in vào trong linh hồn chúng ta một dấu ấn, và Ngài không rút lại cái dấu ấn đó. Mãi mãi chúng ta là con cái của Ngài một cái chính thức đó. Câu 258, việc nhận tên thánh rửa tội có ý nghĩa gì? Việc nhận thánh là được có tên trong hội thánh và có ý xin thánh bổn mạng truyền cầu cho chúng ta để chúng ta bắt chước gương nhân đức của Ngài. Ở đây có một điểm này, khi chúng ta nhận một tên thánh ha, vậy thì hỏi tên thánh là cái gì? Tên thánh là những người sống thánh thiện. Ở đây chúng ta có hai vị thánh rất lớn ha. Thường thường nam thì chúng ta sẽ nhận thánh nam và nữ sẽ nhận thánh nữ nha. Cái này ít khi nhận ngược lại lắm ha. Dù như ta nam thì chúng ta nhận đây là thánh gì? Thánh Giuse ha, là cha nuôi của Chúa Giêsu, đây là đức mẹ, là mẹ ruột, mẹ sinh ra Chúa Giêsu á. Nên là hai vị thánh này được rất nhiều Kitô hữu nhận làm bổn mạng để bắt chước gương của hai ngài, để nhờ hai ngài chuyển cầu cho chúng ta, giúp cho chúng ta sống tốt lành. Đó là cái ý nghĩa của việc nhận tên thánh. Đây cũng là hai vị thánh lớn của giáo hội ha, thánh Phêrô và thánh Phaolô. À, đây hai vị thánh lớn. Đây là người vị giáo hoàng đầu tiên của giáo hội. Còn vị này thì bôn ba khắp nơi để rao giảng lời Chúa khắp Nam Châu luôn á. Ngài đi chủ yếu là phần châu Âu á, và một số nước châu Á của chúng ta. Giới thiệu thêm một vị thánh nữa, đây là thánh Teresa. Đây là vị thánh rất là tốt lành, sống ở trong một cái nhà dòng kín suốt đời. Chỉ có 33 tuổi thôi, nhưng mà Ngài rất là yêu mến giáo hội và cầu nguyện cho giáo hội rất nhiều. Thì các anh chị có thể chọn những vị này là bổn mạng cho mình, và có thể nhiều những vị khác các anh chị sẽ đọc trong cái đó, thì các thầy cô hướng dẫn sẽ
sẽ tư vấn cho các anh chị, hoặc là các anh chị muốn hỏi tôi sẽ trả lời trực tiếp ngay bây giờ cũng được. Rồi, bây giờ các anh chị nào cũng muốn hỏi gì thì hỏi ha. Xong, hết bài 36 rồi đó. Có ai hỏi gì thì bật mic lên. Có còn không rõ chỗ nào không? Cô bật mic lên. Khi nói cô bật mic lên. Có ai hỏi gì không? Hay là hiểu hết rồi? Chắc chờ chờ cô Hằng tới xíu, cô Hằng đi kiếm người trợ giúp rồi đó. Không, bây giờ trong lúc có ai hỏi gì không? Các anh chị nè, học với tiết rửa tội đó thì có hỏi gì không? Dạ, yeah, con có một cái thắc mắc là nếu như mà trong có một người nói với con á, là lúc nhỏ á, là lấy tinh thánh là do cha mẹ đặt. À. Thì khi mà lớn lên á, nếu lỡ như mà mình không có thích cái tên đó nữa, hoặc là mình yêu mến một cái thánh khác á, thì đúng mình rồi. Có quyền xin đổi đúng không cha? Đúng rồi, đúng rồi. Có quyền xin đổi. Tại vì cái người đó là mình yêu mến thì hoặc là có thể thêm. Ví dụ như là mình đã nhận, ví dụ như chị là nữ, chị Maria, mà chị thích Teresa hơn thì chị có thể ghi cả hai là Maria Teresa luôn, ghép cả hai tên thánh làm cái tên thánh của mình. Nghĩa mình sẽ nhận hai thánh bổn mạng. Dạ. Nhận hai thánh bổn mạng thì đó là trường hợp cho các em nhỏ. Còn thường thường ít ít Kitô hữu nào đổi á. Cả ngàn người thì may ra có một người đổ thôi. Tại vì khi bố mẹ nhận như vậy thì các em cũng cảm nghiệm rằng đó là ý Chúa, chứ không có ít cái người nào đổi lắm. Hoặc là họa hiếm sẽ có người ghép tên đó. Còn khi chúng ta lớn thì chúng ta tự tìm hiểu và chúng ta tự chọn cho mình. Còn khi các em còn nhỏ thì gia đình, cha mẹ sẽ chọn cho em. Rồi. Dạ, cho con hỏi thêm một câu nữa là giống như nãy cha có giới thiệu về những thánh lớn ở trong hội á, quá nổi tiếng rồi. À. Nhưng mà ví dụ như con tìm hiểu thì con sẽ thấy những cái thánh khác mà con muốn noi gương theo, mặc dầu những cái thánh nó không có nổi tiếng mà những người mà cha đã giới thiệu. À. Thì con vẫn xin lấy được đúng không cha? Trên nguyên tắc là như vậy. Cứ những ai được giáo hội công nhận là chân phước á, hay là thánh á, chân phước có nghĩa là á thánh là trước khi thánh á, hoặc là công nhận đã ghi vào sổ các thánh á, thì mình được nhận hết tất cả. Ở Việt Nam của mình á, thì các thánh tự đạo Việt Nam á, các thánh tự đạo Việt Nam 117 người á, hoặc là thì trên có cứ lên trên mạng tìm là các thánh tự đạo Việt Nam thì có tới 117 người, thì nhận vị nào cũng được. Cứ người nào được ghi trong sổ ở trên bên sổ phong thánh ở bên Roma đó thì mình được quyền nhận hết. Còn những vị mà nãy giới thiệu là những vị gọi là vô cùng lỗi lạc và rất là nhiều người ta sùng kính. Còn những vị thầy khác mà cứ được giáo hội ghi trong sổ các thánh là mình được nhận. Dạ. Rồi con cảm ơn cha, con hết thắc mắc.